Một câu chuyện về những đứa con cầu con khẩn của những cặp vợ chồng hiếm muộn ở với nhau hoài mà không thấy có con có cái gì cả. Câu chuyện này Duy được kể lại từ một bạn nam. Mà bạn nói ở bên nhà ngoại thì bạn có một cái người gì là dì Năm đó. Cái câu chuyện này nó xảy ra ở trong nhà của dì Năm luôn. Bạn nói hồi lúc mà dì Năm còn con gái, nhà của bà ngoại cũng gần với nhà của ba má của ông Dựng Năm luôn. Nói chung là hàng xóm với nhau đó. Dì Năm hồi xưa cũng đẹp lắm, cũng có nhiều bạn trai. Nhưng mà không hiểu sao á, hồi còn trẻ dì Năm rất là ghét ông Dựng Năm luôn. Ở trong xóm giống như là hai người cạch mặt với nhau, không có chơi với nhau mà ghét nhau dữ lắm nha. Đã từng thề đọc một lần á, tao á thà tao lấy chó chứ tao không bao giờ tao lấy cái ông Minh làm chồng đâu. Rất là nhiều lần hai người cãi lộn với nhau, mặc dù á nhìn thì cũng thanh mai trúc mã. Nhưng mà rồi cuối cùng chửi lộn như chó với mèo vậy đó, không biết sao á bén duyên với nhau. Và từ từ cái không có cãi lộn và chơi với nhau lâu lâu cái thương nhau luôn. Sau đó mới xin ba má là ông bà ngoại á được hỏi cưới nhau. Cái ngày mà ba má của ông Dựng Năm qua hỏi cưới dì Năm á thì bà ngoại cũng không có chịu đâu. Bà ngoại nói cái thằng này á nó khắc tuổi với con, hai đứa lấy về á cực khổ hoặc là có chuyện á, tại vì má cũng đã đi coi thầy rồi. Nhưng mà do lúc này á dì Năm quá là thương Dượng đi, dì Năm cũng bỏ qua những cái lời điều tiếng đó và hai người cũng tiến hành đám cưới với nhau, ở với nhau cho tới tận bây giờ luôn. Quay trở về cái thời gian trước khi mà hai vợ chồng của dì Năm mới cưới nhau á, cưới nhau về rồi hai vợ chồng cũng thương nhau dữ lắm, cũng chăm chỉ dữ lắm nha. Nhưng mà đợi hoài không có đậu thai, không có một cái mụn con nào cả suốt mấy năm trời luôn. Lúc đó thì hai vợ chồng quá là trông con rồi, mà làm hoài cũng không thấy đậu thai. Cho nên cuối cùng thì mới đi tìm thầy. Hỏi thầy, thầy nói do cái nhà này nè nằm ở trên một cái đất, mà ở dưới đó đó thuộc một cái chỗ giống như là đuôi của con rắn vậy đó. Mà đây là một cái con rắn tu, cho nên là cái con rắn này nó cứ quẩy quẩy cái đuôi đó làm động cái đất này. Mà cứ ở lâu trên cái nhà này thì nó cứ quẩy cái đuôi vậy hoài, không bao giờ yên ổn được. Hai vợ chồng nghe thầy nói vậy thì chỉ biết vậy thôi, chứ cũng đâu biết phải làm sao bây giờ đâu. Không lẽ bây giờ dỡ cái nhà đi, mà không lẽ bây giờ chuyển đi chỗ khác, đâu có kinh tế đâu, đâu thể nào đi cái chỗ khác ở được. Rồi hai vợ chồng cũng thường xuyên đi cúng kiến chùa này chùa kia, nghe ai nói cái chỗ nào mà cầu con hay thì tới đó để mà khấn vái, hy vọng là năm nay sẽ có con. Nhưng mà đi hoài không có thấy có con gì cả. Về tới nhà thì hai vợ chồng cũng buồn dữ lắm, không có làm được gì hết trơn, tại vì cưới nhau cũng lâu quá rồi mà không thấy có con. Thêm một cái, thời ngày đó người ta rất là khắt khe cái chuyện có con. Con dâu mới cưới về mà không có con thì hàng xóm người ta đàm tiếu, người ta nói ra nói vô, nói con nhỏ này nó y chang như là một cái buồng cao bị điếc vậy đó, không có trái, là con gái mà độc, không có con. Người ta nói nghe vậy thì cũng buồn, đâu có biết làm gì hơn nữa đâu. Người lớn người ta chỉ ăn cái gì dễ có con, bà dì Năm này bà cũng phải đi kiếm cho bằng được để mà ăn cho dễ có con. Riết rồi cho tới nỗi một cái người chị chồng của dì Năm nặng lời mà ác mồm ác miệng nói dì Năm, mày đừng có ăn gì hết trơn, bây giờ chỉ có nước, mày ăn cứt mày mới có con thôi. Thật sự nghe như vậy, dì Năm bà cũng rất là tủi thân. Bà nói bây giờ tôi ăn cứt mà tôi có con, tôi cũng chịu tôi ăn nữa, mà bây giờ ngặt một cái nó không có con, cũng tủi thân dữ lắm chứ. Cho nên là bà dì Năm bà cứ khóc hoài, khóc riết rồi đâu có ăn ngủ gì được đâu. Cái cơ thể bắt đầu ốm yếu và xanh xao. Rồi thêm một cái nữa, do là cái khát khao của bà muốn làm mẹ lớn quá đi, bà tối ngày chỉ cầu mong sao cho mình có được một đứa con thôi. Cái khoảng thời gian đó bà ngoại thấy dì Năm ốm nhách ốm nhom mà xanh xương luôn, không có ăn uống gì được hết trơn. Mà sao lạ nha, có một cái chuỗi ngày là đêm nào dì Năm cũng ngủ thấy ác mộng hết, mà ngủ cứ la ú a ú ớ gì đó, ngủ giữa đêm là giật mình, thức tới sáng không có ngủ được nữa. Thấy kỳ lạ quá cho nên bà ngoại mới hối Dượng Năm, kêu mày chở con vợ mày đi trạm xá thử coi nó bị cái gì vậy. Đỉnh điểm là cái ngày hôm đó Dượng Năm cũng chở dì Năm lên trên trạm xá để mà khám. Khám xong rồi thì ông Dượng Năm ông cười quá trời cười, ông vui lắm, tại vì đi khám xong rồi bác sĩ người ta nói cái cô này đang mang bầu rồi, giống như là được trời thương vậy đó, ai cũng vui mừng hết. Nhưng mà cũng kể từ cái ngày dì Năm hay tin mang bầu ở trong nhà dì Năm bắt đầu có những cái chuyện kinh hoàng nó xảy ra. Cái ngày hôm đó khi mà đi khám đưa dì Năm về ông Dựng Năm ông o bế rất là kỹ nha, chăm sóc vợ của mình kỹ dữ lắm, tại vì biết mình đã chuẩn bị có con rồi. Dì Năm bả thèm cái gì là cũng đi mua hết, mấy con gà nuôi ở sau vườn ông thèm ăn gà dữ lắm, nhưng mà ông đâu có dám làm cho ông ăn đâu, canh chừng nào nó lớn thì để mà mần cho vợ mình ăn. Hồi đó thì rất là khó để mà mua thịt bò đồ này nọ, nhưng mà thịt gà đó thì có thể nuôi và ăn cũng rất là bổ dưỡng. Sau một thời gian mang bầu thì hầu như cái đàn gà của Dựng Năm đã xử để mà làm thịt cho dì Năm ăn hết, làm gà hầm thuốc bắc nè, làm rất là nhiều món để tẩm bổ cho dì Năm. Nhưng mà lạ một cái là tẩm bổ nhiều như vậy đó, dì Năm bà càng ngày càng ốm yếu, chứ bà không có khỏe mạnh hơn là bao nhiêu hết trơn. Người ta có bầu thì người ta thèm đồ chua, thèm đồ ngọt, thèm cái này, thèm cái kia. Nhưng mà riêng dì Năm của bạn thì dì Năm thèm ăn đất sình ở dưới. Cái thời gian đó giống như là dì Năm bị biến thành một cái con người khác vậy đó. Mặc dù bà vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà có một cái lạ, đó chính là bà cứ canh cái lúc mà Dượng Năm không có để ý thì bà đi ra ngoài sau vườn bà móc mấy cục đất mà nó khô khô bà lụm lên bà nhai ngấu nghiến ăn như là ăn bánh vậy đó. Ông Dượng Năm ổng thấy thì ổng mới sợ quá, ổng luôn luôn canh me vợ của mình, không cho vợ của mình đi ra phía sau để mà lấy đất ăn. Mà thời điểm đó gia đình đã khó khăn rồi, không có tiền, phải đi làm đi lụm. Nhưng mà bây giờ Dượng Năm ổng phải ở nhà, ổng canh dì Năm không cho dì Năm bước ra phía sau nữa, thì cho nên ổng đâu có đi làm được đâu, đã nghèo rồi lại càng thêm nghèo nữa. Mặc dù đã ăn uống no nê rồi nha, nhưng mà mỗi lần ông Dượng Năm ổng thấy
Sao mà dì Năm á, để ý mấy cục đất phía sau nhà, bả nhìn mà bả thèm thuồng dữ lắm luôn kìa. Ổng canh bả giống như là canh tù nhân vậy đó. Ổng ngồi ổng canh bả miết à. Mà lâu lâu á, bả thèm quá, bả mới năn nỉ. Bả nói anh cho em đi ra ngoài á, em rờ cục đất một chút cũng được nữa. Không thôi là em nhìn một cái em cũng đã thèm nữa. Thấy bà vợ mình như vậy á, ổng cũng rất là thương. Nhiều khi á, ổng rớt nước mắt luôn đó. Nhưng mà không biết là vợ của mình bị cái triệu chứng gì, không biết là như thế nào luôn. Và rồi trong suốt cái khoảng thời gian dì Năm mang thai á, ông Dưỡng Năm á, ổng canh me dữ lắm. Lâu lâu á thì bà dì Năm á, bà vẫn lén để bà ăn đất nha. Nhưng mà nói chung á thì không có ăn nhiều. Đợi hoài mòn mỏi á thì cũng tới cái ngày sinh nở rồi. Cái bụng bự dữ lắm. Ngày hôm đó đau bụng mới là kêu cái bà mụ lại nhà cho bà đỡ đẻ, chứ không có chở đi trạm xá. Mà thời đó cũng đâu có siêu âm đâu, thành ra là đâu có biết là cái đứa con của mình á ở trong bụng nó có được khỏe mạnh hay như thế nào. Cứ đợi tới cái ngày á đau bụng rồi cứ đẻ như thông lệ thôi. Chuyện này chưa hết á thì nó lại tới cái chuyện kia nữa. Bữa hôm đó á thì để vợ của mình á ở trong nhà cùng với bà mụ, cũng có mọi người đứng chung quanh để mà coi cái cảnh đẻ này luôn nha. Vô trong đó kiểu tò mò mà. Còn ông Dưỡng á thì ông đứng ở ngoài. Đợi một hồi á đẻ xong đứa bé đó thì dì Năm bắt kiệt sức, bà có xỉu bà ngủ đi một chút. Sau đó bà mụ mới bắt cái đứa bé này ra. Trời ơi, bà mụ mới hết hồn, bà mới nói với những người trong nhà, bà nói trời ơi không được rồi. Cái thằng nhỏ này á, nó là quái thai, nó thấy ghê quá, cả nhà vô đây coi nè. Mà nó nhỏ nhỏ thôi nha, đừng có cho cái bà này bà nghe. Bà thấy con bà vậy á, là bà xỉu bà hết hồn đó, bà chết luôn đó. Dưỡng Năm ổng đứng ở ngoài, mà ổng cứ nôn nóng đợi con của mình đẻ ra. Tại vì đây là cái đứa con đầu lòng mà mình rất là nôn nóng. Khi mà nghe bà mụ bà nói vậy á, đi vô thấy con mình á, thì đúng thiệt, nó y chang như là một cái đứa quái thai vậy đó. Tại vì nhìn nó rất là ghê, mà nó nhỏ, đâu có dám nói lớn cho dì Năm nghe đâu. Sợ dì Năm thấy rồi dì Năm ám ảnh, bà chịu không có nổi cái cảnh này nữa. Hồi đó giờ á, Dưỡng Năm cũng đã từng nghe về những cái chuyện quái thai, cũng đã thấy những cái đứa con nít á khi mà đẻ ra nó không có hậu môn thì cứ nghĩ đó là quái thai thôi. Nhưng mà không ngờ có một ngày á, quái thai lại đầu thai ngay cái nhà của mình, là cái đứa con của mình luôn. Lần đầu tiên trong đời ổng mới thấy một cái đứa nhỏ kỳ như vậy đó. Tại vì cái đứa bé này nè, đẻ ra nha, nó không hề khóc, nó im ru luôn, mà nó đâu có giống những đứa trẻ sơ sinh khác đâu. Ở trong cái miệng của nó đó, nó có răng rồi, răng đầy đủ hết trơn, mà những cây răng nhỏ nhỏ vậy nè, nó nhỏ xíu mà nó nhọn, hàm trên hàm dưới có đủ hết trơn. Còn cái cặp mắt của nó đó thì nó sáng quắc, nó sáng trưng vậy đó, nó long lanh nha, nhìn cũng khá là đẹp. Nhưng mà bị một cái á, là cái con mắt của nó không phải là mắt hai mí, nó có một mí à, nó dẹp lép, nó dài thòn ra vậy đó, y chang như là mắt của con rắn vậy đó. Nó một mí nó hí hị à, nhìn kỳ dữ lắm luôn. Nhưng mà nhìn tổng thể khuôn mặt của nó đó, nó cứ dẹp dẹp, nó không phải là mặt tròn tròn dễ thương gì hết, nhìn không có thương nổi. Từ lúc mà bà mụ bắt nó ra cho tới khi bà mụ cầm lên tay đưa cho mọi người coi á, thì nó im ru, nó không có khóc nha. Một hồi ông Dượng ông cầm nó lên á thì bắt đầu nó cười. Nó cười nhẹ nhẹ vậy nè, nó cười khặt 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 vậy đó, nó không có khóc giống như là những cái đứa trẻ khác. Lúc đó thì bà ngoại á, bà ngoại nhìn vô nói trời ơi trời, đẻ con ranh con lộn rồi trời, sao mà nhỏ thấy ghê dữ vậy trời, nhìn ốm quá. Bà ngoại bà còn sợ nữa mà, bà nhìn thôi đó chứ bà không thèm đụng tới đứa cháu này luôn, mặc dù bà rất là trông mong cái đứa cháu này. Lúc này là ông Dượng ông hết vui rồi, cái mặt của ông sững ngắc sững trân vậy đó. Ông ẵm đứa bé này lên mà ông cứ chách lưỡi hoài. Ông trời ơi trời, sao mà con tôi kỳ vậy trời, ông cứ nói vậy hoài đó. Mà cái đứa con nít này nè, nó cứ nhìn nó liếc ổng vậy nè, nó nhìn có nửa con mắt à, mặc dù nó mới đẻ ra chưa được 15 phút nữa, nó rất là kỳ luôn. Nhưng mà dù sao bình tĩnh lại á, thì đây cũng là cái đứa con đầu lòng của mình, có như thế nào á thì nó cũng là con của mình. Ông ẵm nó lên á, nó vẫn còn liếc ổng, con mắt y chang như là con mắt của con rắn luôn vậy đó. Lúc này á thì Dưỡng Năm có ẵm nó lên, lấy cái tay á vỗ vỗ cái lưng của nó để mà cho nó ngủ, chứ đâu có dám cho nó bú vú mẹ nó đâu. Tại vì nếu như mà cho nó bú sữa mẹ đó, nó có răng mà, những cái răng nhỏ nhỏ vậy nè, nó sẽ cắn cái núm làm cho bà dì Năm bả đau á. Bả tỉnh dậy thì bả sẽ biết con của mình là quái thai, không có nên. Cho nên là ổng vẫn ráng ổng ẵm, ổng dỗ nó, nhưng mà nó đâu có ngủ đâu. Nó cứ nằm mà nó cứ nhếch nhếch cái miệng nó lên vậy nè, mà nó cứ liếc ở ngoài à. Nó không khóc nha, mà lúc này cũng không có cười nữa. Do là dì Năm đẻ nó buổi sáng, trong lúc mà dì Năm vẫn còn nằm ở đó, đang nằm ngủ thôi á, thì tầm khoảng 12 giờ, đúng 12 giờ trưa luôn nó mới khóc. Nó khóc rất là dữ luôn, khóc mà không phải giống như là những đứa con nít khác, cái tiếng của nó rất là kỳ. Lúc đó thì ông Dưỡng Năm á, ổng cũng biết là chắc nó đang đói rồi. Ổng mới đi vô á, ổng lấy cái bình sữa nhỏ đã được chuẩn bị sẵn á, ổng quậy một chút sữa rồi cho nó bú. Nó vẫn bú như bình thường, bú một chút xíu là hết cái bình sữa rồi. Nó bú xong á, rút cái bình sữa ra thì ổng mới thấy là có vài cái giọt sữa nó trào ra cái mép miệng. Ổng lấy cái ngón tay á, ổng chùi. Nhưng mà vô tình chùi sao đó không biết, cái ngón tay nó bị lọt vô trong cái miệng của thằng nhỏ này. Rồi á, cấn cái răng của nó rất là nhọn nha. Nó cắn nhẹ vô cái da tay của ổng thôi á, mà khiến cái da tay của ổng nó rớm máu luôn. Ổng mới đau quá, ổng rút cái ngón tay ra thì lúc này nó cười. Nó cười khặt 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 vậy đó, rồi nó nhắm mắt nó ngủ. Cũng đúng lúc này thì bất ngờ dì Năm bả mới tỉnh dậy. Bả tỉnh dậy bả nhìn xung quanh nó thì không thấy con của mình đâu. Mình mới đẻ con mà, con mình ai ẵm đâu mất tiêu rồi. Bả mới hỏi chồng, hỏi Dưỡng Năm, ủa anh, con đâu rồi? Lúc này Dưỡng Năm á đã đưa cái đứa nhỏ này qua bên nhà của bà Tám kế bên á, cho nó ở bên bển, chứ không dám để cho nó ở nhà, sợ vợ của mình thấy rồi vợ của mình á bị sốc nữa. Lúc đó thì Dưỡng Năm mới nói dốc. Dưỡng Năm nói là thằng nhỏ nó còn yếu, cho nên nó là má bả chở nó lên trên trạm xá rồi, cho bác sĩ người ta theo dõi, mai mốt gì á thì chở nó về rồi cho em nựng con. Dì Năm bà cũng còn yếu quá, cho nên nghe chồng mình nói vậy thì thôi bà cũng nghe, bà ở nhà để mà dưỡng bệnh. Tại vì cái vết thương đẻ lần đầu nó cũng đau dữ lắm. Dượng thì ở đây chăm sóc cho dì Năm, còn bà ngoại thì qua bên nhà của bà Tám coi tình hình của cái đứa nhỏ này, chăm sóc cho nó rất là cực. Nhưng mà tới đúng 12 giờ tối đêm đó, cái đứa nhỏ này bà ngoại nói
nó rú lên một cái rồi nó chết luôn, nó tắt thở, nó chết, sống chưa được một ngày nữa. Mà cái thằng nhỏ này á, nó chết cũng rất là lạ, tại vì nó hoàn toàn bình thường, giống như nó đang nằm ngủ vậy đó. Rồi nó la lên cái, nó chết tươi luôn à. Nó không hề có cái biểu hiện gì cả nha. Cái người của nó vẫn như là đang ngủ vậy đó. Nó tắt thở, nó không còn thở nữa. Nhưng mà cái chết của nó đó, mọi người không có ai thấy lạ. Tại vì khi đẻ ra quái thai á, ai cũng biết trước được á, nó sống không có được bao lâu đâu. Giỏi lắm là được một tháng rồi nó cũng chết à. Nhưng mà có một điều làm cho mọi người phải suy nghĩ á, là cái đứa bé này á, nó chết vào cái giờ linh, là cái giờ ma, giờ quỷ á. Nó không phải là một cái đứa nhỏ bình thường đâu. Cho nên mọi người cũng lén lút, đâu có nói cho bà dì biết đâu. Đem đi ra ngoài sau hè, đào một cái hố nhỏ để mà để nó vô, chôn nó. Thời ngày đó, đâu có cái chuyện là làm những cái hòm nhỏ cho những cái đứa trẻ sơ sinh đâu. Khi mà nó chết á, thì chỉ quấn một cái tấm vải trắng, rồi đem ra ngoài sau hè, đào một cái hố nhỏ, thảy xuống đó rồi chôn thôi, làm đơn giản thôi. Tại vì dù sao á, đây cũng là những cái đứa trẻ sơ sinh, mới đẻ được có 1-2 ngày, không có đáng nói gì cả. Chôn thì cũng âm thầm thôi, đâu có dám cho dì Năm biết đâu. Dì Năm ba vẫn còn ngủ ở nhà, cứ tưởng đâu là cái đứa con của mình, nó vẫn còn ở trạm xá. Nhưng mà mới vừa đặt nó xuống dưới cái hố, chưa kịp lấp đất lên nữa, thì tay chân của nó cử động. Nó cử động, nó khóc lên, y chang như là nó đang sống bình thường vậy đó. Mọi người không có sợ ma, tại vì dù sao nó vẫn là một cái đứa con nít nhỏ. Thế là mới ôm nó đem về nhà. Đưa về nhà, cũng nằm canh nó. Nó nằm khoảng hơn nửa tiếng bắt đầu nó lại tắt thở, nó chết nữa. Rồi mọi người cũng đưa ra ngoài đó, định là chôn nữa rồi. Nhưng mà nó lại sống lại tiếp. Nó làm đâu cho tới 5-6 lần vậy đó. Cho tới cái lần cuối cùng á, thì cái người của nó bắt đầu tím tái, nó tím rịm luôn, là mọi người biết chắc là nó chết thiệt rồi đó. Tại vì lúc này á, mọi người không có đem nó đi chôn liền, để nó nằm ở trong nhà vậy đó, để khoảng 1-2 tiếng á, thì nó vẫn không có tỉnh lại. Cho nên mọi người đã xác định chắc chắn nó đã chết rồi. Nhưng mà lần này á, tự nhiên bà ngoại lại lóe lên một cái suy nghĩ rất là táo bạo. Bà ngoại mới kêu á, những cái người hàng xóm mà đi chôn đó, đi về hết đi, để tôi với lại cái đứa con của tôi á, tự đi chôn nó. Khi mà mọi người về hết rồi á, thì bà ngoại ở bên cái nhà của bà Tám á, mới nhìn nó một hồi vậy nè. Bà ngoại mới quyết định đó là sẽ lấy cái con dao chành ngựa đó, cái con dao bự á, chặt cái xác của nó ra làm đôi luôn, để mà cho nó không thể nào nó sống lại được nữa. Cái quyết định này á, phải nói thật sự có phần rất là tàn nhẫn. Cũng suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Một hồi bà ngoại cũng quyết định lấy cái dao chặt cái người của nó ra làm đôi luôn, nó vẫn chảy máu như bình thường. Rồi bà ngoại mới chửi nó. Bà ngoại nói: "Mẹ bà mày, cái đồ ma quỷ, quỷ dương đầu thai lên con của tao, rồi làm khổ con của tao nữa. Ma quỷ gì mà đầu thai vậy đây? Mày á, mày có sống lại 10 lần á, tao cũng chặt mày ra 10 lần nữa. Tao thử coi mày còn sống lại được nữa hay không." Bà nói lúc này á, bà ngoại có phần hơi tàn nhẫn thiệt, đã chặt cái xác của nó ra, dù sao nó cũng là cháu của mình. Nhưng mà ai nằm trong cái hoàn cảnh đó thì mới có thể hiểu được cảm giác của bà ngoại. Sau đó thì mới hốt cái xác của nó đem ra ngoài cái bãi đất hồi nãy chôn á, thì mọi chuyện mới im, nó chết thiệt và nó không có sống lại nữa. Hôm đó chôn nó xong á, là cũng gần sáng rồi, tại vì nó hành mọi người á, tới 5-6 lần đâu có yên đâu. Vậy thì bà ngoại với Dũng Năm đâu có ngủ được, hai người suy nghĩ hoài không biết á, tới ngày mai á, dì Năm bà khỏe lại rồi bà tìm con á, rồi không biết mình phải nói bằng cái lý do như thế nào với bà nữa. Đúng thiệt là tới sáng ngày hôm sau, dì Năm bà cũng đỡ đỡ rồi, bà mới hỏi với bà ngoại á, ủa má, con của con nó khỏe chưa, má đưa nó về cho con nựng nó đi, từ bữa đẻ tới giờ á, con chưa được nựng con của con nữa má, thôi bây giờ á, khỏe hay không khỏe gì á, má kêu bác sĩ trả về đây cho con đi để con nuôi. Lúc đó thì bà ngoại mới ngồi xuống bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho dì Năm nghe luôn. Dì Năm bà nghe thì bà tức quá trời tức, bà nói sao má ác như vậy má, dù sao nó cũng là con của con mà, sao mà má nở lòng nào á, má giặt đứt lìa con của con ra vậy. Do mới đẻ cho nên dì Năm không thể nào kìm được cái cảm xúc của mình, dì Năm á đã chửi thẳng bà ngoại luôn, chửi má của mình luôn, bây giờ bà có trả con lại cho tôi hay không, nếu bà không có trả con cho tôi á, từ nay về sau á, tôi từ mặt bà luôn, bà đừng có kêu tôi là con của bà, mà tôi cũng không còn là con gái của bà nữa, bà đừng bao giờ bước chân vô cái nhà của tôi không muốn thấy bà nữa. Lúc đó thì bà ngoại bà nghẹn ngào lắm, không thể nào nói được cái gì hết, bà chỉ ngồi đó bà khóc rồi bà đi về thôi, tại vì á, dì Năm ở nhà riêng, không có ở chung với bà ngoại. Rồi thế là cuối cùng dì Năm từ mặt bà ngoại từ cái ngày hôm đó, không nhìn mặt bà ngoại luôn. Sau mọi chuyện á, thì thời gian nó cũng làm cho hai vợ chồng của dì Năm nguôi ngoai đi một phần nào đó, không có còn buồn nữa, tại vì bây giờ có đau buồn hoài á, đâu có được gì đâu. Hai vợ chồng chỉ biết á, tích cực làm việc để mà kiếm một cái đứa con tiếp theo nữa, mình vẫn còn khả năng mình đẻ thêm nữa mà, kệ bây giờ coi như là cái đứa con của mình mất rồi đi, mình kiếm đứa khác. Thế là sau đó khoảng 1 năm thôi, hai vợ chồng cũng đã cấn thai và có bầu đứa con thứ hai. Lần này cũng rất là vui mừng nha. Nhưng mà dì Năm không có ốm yếu như là lần trước nữa, rất là vui vẻ, tinh thần phấn chấn dữ lắm, ăn uống được, mập mạp chứ không có còn ốm yếu gì nữa cả. Ở cái lần thứ hai này thì hai vợ chồng của dì Năm còn trông mong, vui mừng nhiều hơn là lần trước nữa, tại vì lần trước đã quá đau buồn rồi, mất một đứa con đầu lòng rồi. Lần này ha, dì Năm mua vải về để mà may đồ sẵn luôn, chứ không có đi chợ mua đâu, may sẵn để đó. Rồi nghĩ tới cái ngày mà đứa con của mình đẻ ra, mình cho nó mặc những cái bộ đồ của mình tự may, trời ơi nó hạnh phúc gì đâu. Ông Dũng Năm ông thấy vậy thì cũng vui, tích cực đi làm để mà kiếm tiền bù đắp lại cho vợ của mình, tại vì mới chết đứa con đầu lòng rồi. Rồi nguyên cái khoảng thời gian mang bầu cũng rất bình thường, cũng thèm đồ chua như người ta, chứ không có thèm đất gì nữa cả. Tới cái ngày đẻ đó thì bất ngờ lại là một cái đứa bé trai, nhưng mà nó cũng là một cái đứa quái thai nữa, rất là ghê, mà còn ghê hơn là cái đứa con lần trước nữa mọi người. Lần này thì cũng đẻ ở nhà, cũng nhờ cái bà mụ lần trước đẻ ra, bà mụ thấy cái đứa nhỏ này,
Bà mồ bố cũng lắc đầu, rồi bà về sớm luôn. Chứ bà biết á, cái đứa nhỏ này cũng không có sống lâu được đâu. Đẻ nó ra nó cũng chết trong nay mai thôi à. Rồi bà đi về, bà không có làm thêm cái gì nữa cả. Dượng Năm mới thấy á, mặc dù nó là cái đứa trẻ sơ sinh, nhưng mà tay chân của nó nhăn nheo hết trơn à. Da của nó sần sùi nha, nó dày chứ không phải nó mỏng như là những cái đứa trẻ khác. Nó dày cỡ mà nó nhăn lại, nó xếp lớp y chang là da của những cái người già 70-80 tuổi vậy đó. Cái đứa nhỏ này nó không có răng nhọn như là cái đứa trước, nhưng bù lại á, nó có móng tay. Mà móng tay của nó dài, nó dài thòn lòn giống như là mấy năm chưa có được cắt vậy đó. Cái mặt của nó rất già, nó nhăn nheo ha, mà cái mặt của nó chảy xệ xuống y chang như một cái ông già vậy đó, kỳ dữ lắm luôn kìa. Riêng con mắt á, thì vẫn giống cái đứa trước, cái con mắt của nó nhỏ mà nó xéo xẹo à, y chang như mắt rắn luôn, kỳ ở một cái điểm đó. Nhưng khác á, là khác cái tròng của cái con mắt á. Cái đứa trước á, thì cái tròng của nó trong sáng lắm. Còn cái đứa nhỏ này á, cái mắt của nó màu vàng, giống như những cái người bị bệnh gan á, nó vàng khè. Cái da mặt của nó đã nhăn rồi nha, nhưng mà nó còn có những cái vết loang lổ giống như là bị lăn ben vậy đó, có chỗ đen, chỗ trắng, chỗ thì nó bị thâm, nói chung là nhìn không thể nào mà hung nó được luôn á, nó ghê hơn cái đứa trước nhiều lần lắm. Cái đứa trước á, nó không có khóc mà nó cười, nhưng mỗi lần nó khóc á, cái tiếng khóc của nó vẫn như là những cái đứa trẻ khác, nhưng riêng cái đứa bé này á, nó không cười mà mỗi lần nó khóc á, cái tiếng của nó ồn ồn mà nó trầm trầm, y chang như một cái ông già mà đang khóc vậy đó. Lần này đẻ ra đó, dì Năm cũng mệt, cũng có xỉu đi một chút, nhưng mà xỉu không có lâu như lần trước. Một hồi á, thì dì mới tỉnh. Lúc này á, Dượng Năm định nó là giấu nữa, giấu như lần trước, không có cho dì Năm biết, sợ là lần này bà biết á, chắc bà chết thiệt quá, tại vì đứa con thứ hai rồi. Nhưng bà ngoại á, bà ngoại rất đanh thép, bà ngoại nó mày đẻ đó, mày đưa nó nằm kế bên con Năm, cho con Năm nó nhìn con của nó đi, mày đừng có giấu gì nữa hết, nó nhìn nó thì nó mới biết được. Nghe thì có vẻ bà ngoại hơi ác một chút, nhưng mà chắc bà ngoại cũng có lý do, không thể nào giấu được nữa. Để đứa nhỏ nằm kế bên cho dì Năm bà nhìn mặt á. Bà nhìn nó thì bà khóc không ra tiếng nữa, bà chỉ biết chảy nước mắt hai hàng thôi, chứ khóc không có nổi, tại vì quá mệt, mới vừa đẻ mà. Nói gì thì nói, thì cái tình cảm của người mẹ dành cho đứa con của mình á, dù cho nó như thế nào á, cũng rất là thương, đâu có bỏ được đâu. Giống như Dượng Năm ở lần trước á, Dượng Năm cũng ẵm nó, thì dì Năm cũng vậy, cũng ẵm nó lên, cũng hung hít dữ lắm nha. Mặc dù nó ghê dữ lắm, nó ghê hơn cái đứa trước nhiều lần, bà cũng hung nó, hung lấy hung đẻ vậy đó, tại vì dù sao nó cũng là con của mình đứt ruột đẻ ra mà. Sau đó bà mới giặt cái vú lên cho nó bú, nhưng mà nó không có chịu, nó không chịu bú. Cái mặt của nó đã già đã nhăn rồi, bây giờ nó lại nhăn hơn, nó nhăn mà nó khóc, nó khóc cái giọng của nó rất là ồn, kỳ dữ lắm. Nó cứ khóc gì nè, nó khóc nó khóc y chang như một cái ông già vậy đó. Nó nhăn và nó cứ đưa ra gì nè, nó lè lưỡi, nó không có chịu bú. Thế là cũng đặt nó nằm ở đó nguyên một ngày trời, nó cứ nằm nó khóc hoài luôn. Và tới đúng 12 giờ đêm ngày hôm đó, nó cũng tắt thở, nó chết đúng vào cái giờ ma giờ quỷ, y như cái đứa trước luôn. Nhưng mà cái đêm hôm nay á, nó khác lần trước một chỗ á, là dì Năm được tận mắt chứng kiến cái đứa con của mình nó tắt thở, nó chết luôn. Nhưng mà lúc chết rồi á, dì Năm bà không có tin, giống như lúc này bà đã mê sản rồi, bà giống như một cái người bị điên vậy đó, bà chịu không nổi. Bà mới lấy cái bộ đồ bà đã may sẵn cho nó, bà đã may cho nó một cái đôi dép bằng vải luôn nha, bà sọt vô cái chân của nó, nhưng mà nó đã chết rồi, cái cơ thể của nó lạnh ngắt rồi. Bà mang đi cho nó, bà nói con ơi con chết thiệt hả con bỏ mẹ hả? Bà ngoại vẫn đứng ở đó bà nhìn nha, bà chưa có nói gì hết. Tiếp theo dì Năm mới xốc nó lên, ẵm nó lên rồi đưa chuẩn bị cho nó bú, nhưng mà con của bà đã chết rồi, đâu có sống lại được đâu. Bà ngoại mới tức quá, bà ngoại mới cầm hai cái giò của thằng nhỏ giật ra vậy nè, bà nói mày bị điên hả, mày tỉnh lại giùm tao đi, nó chết rồi, nó là quỷ chứ nó không phải là người nữa. Nhờ bà ngoại làm dứt khoát vậy đó, dì mới thức tỉnh. Bà mới nói hả? Bà đờ đẫn, bà buông đứa nhỏ ra luôn, rồi mọi người cũng đem đi chôn, chôn trong âm thầm nha, y chang như lần trước nữa. Đem ra thì nó ngoe ngoẩy, nó sống lại, nó khóc, rồi cũng đưa vô nhà mà làm tới làm lui cũng mấy lần vậy đó, y chang cái đứa trước, giống như là cái đứa trước á, nó đầu thai lên lại cái đứa này vậy đó. Và cuối cùng bà ngoại cũng lặp lại cái lịch sử, bà ngoại dùng cái con dao lần trước cũng đem chặt nó ra làm đôi, như vậy đó thì mới im chuyện đó. Lúc này thì chắc có lẽ bà dì Năm á, bà cũng đã hiểu rồi, cho nên khi mà bà nhìn cái cảnh á, má của mình chặt cái đứa nhỏ này ra, dì Năm mặc dù cũng đau đớn lắm, nhưng mà cũng thôi, đâu có dám làm gì được nữa đâu, tại cũng biết cái đứa con của mình á, nó là quỷ là ma rồi. Nhưng riêng cái lần này bà ngoại chặt nó ra xong á, bà ngoại có lẩm bẩm một cái gì đó mà nhỏ nhỏ trong miệng á, mọi người không có nghe được. Chôn nó xong xuôi, lúc này thì dì Năm cũng không có trông mong gì cái chuyện có con nữa cả, cứ sống bình thường như mọi người và bắt đầu ăn chay niệm Phật, thường xuyên đi chùa dữ lắm, đi chùa Hà Rầm luôn, lên đó quét dọn làm công quả. Mỗi lần đi thì rủ Dượng Năm đi theo lên trển để quên những cái chuyện cũ, không còn có cái ham muốn là có con nữa, tại vì quá là mệt mỏi rồi. Rồi cứ vậy mà sống thôi, bây giờ tùy duyên, chừng nào có con cũng được. Ngày hôm đó đó, không biết bà ngoại có nghe ai chỉ lại là bây giờ phải tìm một cái cây tầm gửi, mà cái cây tầm gửi này nó phải được mọc ở trên một cái cây xươi, chặt cái cây tầm gửi đó xuống, đem cái cây tầm gửi này và chặt ra ngâm rượu, mà cái rượu này phải là cái rượu chôn ở dưới đất đúng 3 tháng. Bà ngoại cũng làm theo lời của người ta, cũng đi kiếm một cái cây tầm gửi, rồi lấy cây tầm gửi này đem về nhà chặt ra giống như là những cây thuốc bắc vậy đó, chặt ra đem đi phơi rồi bắt đầu ngâm trong cái bình rượu đó. Ở nhà bà ngoại cũng có ngâm rượu, ngâm cái bình rượu này trong vòng 3 tháng trời, gọi là rượu ba trăng đó. Khi mà ngâm đủ thời gian rồi đó, bắt đầu mỗi ngày bà ngoại mới lấy cái rượu này đưa cho dì Năm uống. Rồi tiếp theo đó, bà ngoại có kêu Dượng Năm đi ra sau nhà đào một cái hố ở đó, rồi mua vôi trắng đổ vô cái hố đó lấp lại. Dượng Năm có hỏi sao vậy thì bà ngoại mới nói là
Ngoại nghe người ta nói á, rắn thì chỉ có voi mới trị được nó thôi. Tại vì hồi trước đã từng đi coi thầy, thầy nói cái miếng đất này á, nằm ngay cái đuôi con rắn, nó sẽ vẫy vùng và cái nhà này không bao giờ yên, sẽ có những cái chuyện kỳ lạ xảy ra. Không biết như thế nào đó, thì vài tháng sau á, đúng thiệt là dì Năm cấn bầu một lần nữa. Thật sự á, thấy con của mình hai đứa trước nó quái thai vậy á, đâu phải là mình không muốn có con đâu, vẫn muốn có con nữa chứ. Nhưng mà có một điều là không có trông mong gì nữa thôi. Lần này cũng như vậy, kệ, cứ có bầu như bình thường, ăn uống bình thường đi, đừng có trông mong, đừng có vui mừng gì nữa cả. Nếu mà đẻ ra quái thai nữa thì cứ làm như lần trước rồi thôi, chắc là không bao giờ đẻ nữa, quá tam ba bận mà. Đúng thiệt là quá tam ba bận, không có cái gì quá ba lần hết. Lần này tới cái ngày đẻ, dì vẫn nhờ cái bà mụ đó, và thiệt là đẻ ra một cái đứa con 3 kg hoàn toàn bình thường, không có ghê rợn gì nữa cả, mừng dữ lắm luôn. Đẻ ra cũng bình thường, rồi dì mới đặt tên cho cái đứa con trai này là Bình An, hy vọng nó sẽ bình an, không có cái chuyện gì xảy ra đối với nó nữa. Khi mà cái đứa nhỏ này được 1 tuổi, bà ngoại mới dẫn dì đưa đứa nhỏ này lên chùa làm một cái buổi lễ tạ, giống như là được trời Phật thương cho mình một cái đứa con vậy đó. Thấy đẻ được cái thằng con này quá là êm, dễ thương dữ lắm, ai cũng cưng hết. Dì dưỡng cưng rất là nhiều, tại vì đây là cái đứa con đầu tiên mà lành lặn tới như vậy, cưng mà chiều luôn nha, đòi cái gì cũng muốn hết trơn á. Cho tới khi mà cái đứa bé này được 5-6 tuổi thì bắt đầu hai vợ chồng của dì lần lượt đẻ thêm 3 đứa con nữa. Tới khi cái đứa con này lớn lên rồi thì ngày càng ngỗ nghịch quậy phá, tại vì hồi nhỏ dì dưỡng cưng chiều nó quá, muốn cái gì là cho cái đó. Lớn lên đi học lớp 9, lớp 10 rồi thì ngày càng làm cho cha mẹ buồn lòng. Học hết lớp 10 thì An mới nghỉ học. Nghỉ học đi theo dì Dưỡng Năm lên trên Tây Nguyên lên đó để mà làm ăn. Tại vì dì với Dưỡng không có làm ở nhà nữa, ở nhà thì làm không có ra tiền, cho nên mới đi cái chỗ khác làm ăn thử coi được hay không. An cũng đi theo ba má của mình luôn. Lên tới trên đó đi làm, nghỉ học rồi thì tự nhiên thay đổi tâm tính, giống như lớn rồi, biết suy nghĩ rồi vậy đó. Trổ mã, đẹp trai, mà chững chạc hơn, không có còn quậy phá gì nữa cả. Do dì Năm đã từng đẻ ra quái thai, và cái đứa con tên Bình An này là cái đứa con được trời thương rồi trời ban cho mình, cho nên trong cái buổi lễ mà hồi lúc dì đi lên chùa để mà tạ lễ, dì có thỉnh một cái chiếc vòng để mà cho cái đứa con tên An này đeo tới lớn luôn. Cho tới lớn thì An vẫn còn đeo cái chiếc vòng này luôn nha. Nhưng mà cái ngày hôm đó bất ngờ thì An mới tháo cái vòng này ra, không có đeo nữa. Chạy qua bên nhà của bạn nói với mấy đứa em là tụi bay có thích ăn bánh kẹo gì thì nói đi, anh đi anh mua cho, chứ sắp tới anh không có còn ở đây nữa nghe. Nói vậy thì mấy đứa nhỏ thấy cũng lạ, bộ hỏi ủa anh chuẩn bị đi đâu chơi hay gì mà anh mua bánh kẹo cho tụi em. Ảnh cũng im ru ảnh không có trả lời. Mà ngày hôm đó nhìn Bình An rất là kỳ, lạ dữ lắm, chứ không phải như mọi ngày. Đi qua nhà của bạn chơi mới nói với mẹ của bạn, thì Bình An kêu mẹ của bạn bằng gì. An mới nói, dì ba, mai mốt quá mà lỡ mà con có đi về ban đêm con có kêu cửa gì thì dì mở cửa cho con vô nhà nghe. Mẹ của bạn mới thấy lạ, mẹ nói hồi nào giờ mày có đi chơi đêm đâu mà mày nói, mà mày đi chơi thì mày về nhà của mày, mắc gì mày về nhà tao chi mà mày kêu tao mở cửa. Mẹ cũng thấy lạ lắm, nhưng mà hỏi thì Bình An không có trả lời, cũng im ru luôn. Sau đó thì ảnh có lấy xe anh chạy đi chơi, đi chơi đâu không biết á, tối hù rồi. Ảnh mới điện cho dì Năm á, ảnh nói mẹ, chắc là con ở đây con làm luôn, sau này á con cũng không có về quê đâu. Dì Năm nói nếu mà mày chí thú làm ăn á, mày ở đây tao cưới vợ cho mày luôn, khỏi về quê cũng được. Rồi ảnh cũng đi chơi. Đi chơi hút 12 giờ đêm luôn á thì dì Năm mới thấy lạ, sao mà cái thằng này hôm nay nó đi chơi khuya dữ vậy ta. Điện á thì không bắt máy nữa. Lúc đó mọi người nghĩ chắc là xảy ra chuyện gì rồi, cho nên nhà của dì Năm, mấy cậu mấy dì đồ á mới túa ra để mà chạy xe đi kiếm. Ở trên Tây Nguyên á, cái mùa đó là mùa mưa, nước lũ nó cũng dâng cao mà suối cũng nhiều lắm. Đi kiếm một hồi á thì mới thấy trên đường á còn sót lại cái đôi dép của Bình An với lại một cái áo mưa. Lúc này mọi người mới nghĩ có khi nào cái thằng này á nó bị chết đuối không trời, mà bây giờ mưa quá trời mưa, thấy có cái áo mưa của nó, đôi dép của nó cặp cái bờ suối, có khi nào nó nhảy xuống suối không. Ở đó thì suối nước nó cũng nhiều mà nước bây giờ nó cũng dâng cao nữa. Ở nhà kiếm á thì cũng có nhờ thêm người, mướn thêm người để mà đi tìm. Sau đó người ta có tìm được một cái chiếc xe máy, nó nằm ở dọc cái bờ suối. Chiếc xe máy này nó rớt xuống suối rồi nha. Mọi người lôi lên á thì lúc này đã xác định Bình An đã chết, chết đuối dưới này rồi, mà chưa biết là chết ở khúc nào thôi. Lúc đó là mọi người ai cũng xỉu lên xỉu xuống, đặc biệt là dì Dưỡng Năm, hai người đều xỉu luôn. Nhưng một hồi cũng tỉnh dậy để mà tiếp tục đi kiếm con của mình. Tìm hoài tới sáng hôm sau vẫn không thấy thì mới nhờ tới thầy cúng. Thầy lại thầy mới đánh trống, thầy làm lễ. Đứng ở ngoài cái suối này đánh trống luôn. Đánh tới hồi thứ ba đó thì mới thấy đằng xa xa có một cái xác người trôi lại, đó chính là cái xác của Bình An. Thế như vậy thì dì Dưỡng Năm đã chết ngất rồi. Còn riêng cha của bạn ổng mới bình tĩnh. Ổng lội ra, ổng nắm cái áo của Bình An đi vô bờ. Vừa nắm cái áo vô thôi lật cái người lên thì thấy máu miệng nó trào ra, giống như là chết tức chết tử vậy đó. Khi mà tìm thấy xác rồi đó cũng đem lên, nhưng mà không biết cái nguyên nhân là gì. Mọi người chỉ đoán là chắc có thể chạy xe tới đây rồi cái xe nó bị lọt xuống thôi, chứ cũng không có nghĩ cái lý do là Bình An nó tự tử đâu. Sau đó mới đưa cái xác của Bình An đi về quê nhà để mà làm đám ma. Làm đám ma xong mọi người cũng quay về Tây Nguyên để mà làm, giống như lên đó làm rẫy, tại vì có lương rẫy phải ở trên đó để mà giữ. Cái ngày đầu tiên khi mà mọi người đã trở về Tây Nguyên để mà tiếp tục giữ rẫy, mẹ của bạn đêm đó đã thấy cái anh Bình An này về. Trong giấc mơ mẹ thấy anh đứng trước cửa mà gõ cửa, kêu mà khóc dữ lắm, cái người ướt nhẹp luôn nha, người mà nước nó cứ chảy tỏn 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 xuống dưới cái sàn nhà vậy nè, cứ kêu dì ba ơi, dì ba mở cửa cho con đi, con đói quá à. Mà bây giờ con lạnh nữa, con muốn vô nhà nhưng mà vô nhà không được,
Tại vì ở trước cửa nhà có cái dao, con vô không được gì ba. Nói con nhiều đó. Rồi á, mẹ của bạn mới tỉnh dậy. Mẹ tỉnh dậy mẹ mới kể cho cha bạn nghe. Cha ông nghe, ông cũng đi ra phía trước, ông mở cái cửa ra. Mở cửa ra là muốn cho anh bình an là vô nhà. Nhưng mà khi mở cửa mới phát hiện á, ở trước cửa nhà hồi chiều ông có để quên một cái con dao. Ông đi làm vườn á, ông để đại con dao trước cửa luôn, cho nên bình an không có vô nhà được. Rồi mẹ của bạn cũng lật đật á, lên trên bàn thờ á, cúng bánh cúng trái, hy vọng là cháu mình á về lấy bánh trái ăn để cho đỡ đói, tại vì chết nước á nó lạnh lẽo dữ lắm. Vừa cúng xong, chuẩn bị đi ra đóng cái cửa lại á, thì thấy ở ngoài cửa nguyên một vũng nước, giống như ai mới vừa đi tắm xong á rồi đứng trước cửa vậy đó, ướt nhẹp. Nằm chim bao thấy bình an về á, thì mẹ của bạn mới qua dì Năm á, kể lại cho dì Năm nghe. Dì Năm cũng nói kể từ cái ngày mà thằng Bình An nó mất á, dì Năm cũng đi gọi hồn nó về, nhưng mà gọi hồn không có được, tại vì thương nhớ con của mình quá. Nhưng mà duy nhất một lần dì Năm có thấy đúng một lần đó rồi thôi à. Cái đêm đó đó, dì Năm mới thấy là Bình An có đi về. Nói với mẹ ơi, bữa nay con đi đám cưới trong xóm á, con thấy tụi này nó nhảy, con cũng vô con nhảy chung với tụi nó. Nhưng mà con nhảy một hồi á, con bị ai á bắt con đi ra, không cho con nhảy nữa. Trong mơ, nhưng mà không biết con trai của mình đang nói cái đó là cái gì. Nhưng mà lúc này á, vía của dì Năm á vẫn muốn hỏi Bình An là lý do tại sao mà ngày hôm đó con chết ở dưới nước như vậy. Thì lúc này á, Bình An mới trả lời á, thật ra thì con không phải là con của cha mẹ đâu. Con chỉ sống chung với cha mẹ tới năm con 19 tuổi á, thì con phải đi, chứ con không có sống được nữa. Bữa hôm đó con đang chạy xe cặp cái bờ suối á, thì con bị trượt. Con bị trượt đá rồi con té xuống dưới đó. Cái chiếc xe của con á, nó rớt xuống đó luôn, mà nước nó chảy xiết quá đi. Cái chiếc xe của con á, nó bị trôi theo cái nước, rồi con mới lên bờ. Do là con sợ về nhà cha ổng thấy con mất xe, rồi ổng la ổng chửi con nữa. Con mới cởi cái áo mưa, con cởi đôi dép ra, con xuống dưới đó, con lội rồi con lụm cái chiếc xe máy lên. Nhưng mà khi con kéo cái chiếc xe máy lên á, nước nó chảy xiết quá. Con cảm giác giống như là có một cái bà nào ở dưới nước á, kéo con xuống, không có cho con lên. Mà lúc này con đưa cái tay con ngoi lên á, thì trên bờ cũng có một bà. Bà này cũng kéo con lên, nhưng bà kéo con lên không được. Cái bà dưới nước á, kéo con chìm, rồi con chết luôn. Dì Năm cũng tò mò dữ lắm, không biết hai cái bà đó là ai, mà tại sao á con của mình lại chết tức tưởi như vậy. Hỏi thêm cũng đâu có được, tại vì chỉ thấy bao nhiêu đó thôi à. Rồi cái giấc mơ này kết thúc. Sau khi mơ xong á thì vẫn còn nửa đêm, dì Năm bà chỉ biết á, ra ngoài cái bàn thờ á, nhìn lên cái hình thờ của con mình á, rồi đứng ở đó khóc thôi. Chứ cũng kể từ đó đó là dì không còn thấy Bình An ở trong mơ luôn, không biết là có đi đầu thai hay không. Sau mọi chuyện, mặc dù á dì đã bị chết con lần này là lần thứ ba rồi, nhưng mà lần này á dì đau đớn hơn những lần trước rất nhiều. Tại vì dù sao cũng đã nuôi tới mười mấy hai chục năm trời rồi mà, thương còn không hết nữa. Huống hồ á, cái anh này cũng đã gần tới tuổi lấy vợ rồi. Nhưng mà sau đó dì Năm mới nghĩ lại á, chắc là con của trời á, thì mình phải trả lại cho trời thôi. Đây là cái đứa con lần thứ ba, quá tam ba bận. Còn những cái đứa con nhỏ sau này dì Năm đẻ đó, vẫn bình thường nha, không có chuyện gì xảy ra cả. Và đó cũng kết thúc cái câu chuyện khá là ghê của dì Năm. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh YouTube này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha.